Một tình yêu khiến bạn có cảm giác mình đủ sức cân cả thế giới. Một tình yêu có sức mạnh hơn hẳn những gì bạn tưởng tượng. Vậy trong tập này, liệu tình yêu của Tú và Hạnh có đủ lớn và chân thành để chiến thắng mọi rào cản thử thách hay không? Hãy cùng đón xem nhé! À, mẹ ơi, con đây! Chào bà! Tưởng thế nào? Cháu chào bác ạ. Chào ông bà. Ui! Ôi dạ, tôi chết rồi. Cháu, tránh ra. Anh có sao không? Sao lại thành ra thế này? Cô làm cái gì vậy hả? Cô có biết bộ quần áo này bao nhiêu tiền không? Cô làm cả năm cũng không có tiền đền đâu. Thôi mà mẹ. Bác gái, sao bác lại nói mẹ cháu như vậy? Tôi nói không đúng à? Nhà nghèo như mẹ con cô thì biết cái gì? Tú, con tính sao? Mẹ, không nói chuyện gì nữa, đi về ngay. Kìa em. Bố mẹ. Chỉ là hiểu nhầm thôi ạ. Để con về nói chuyện lại với bố mẹ. Mẹ có sao không? Mẹ không sao. Mẹ chỉ muốn thử lòng hai người họ xem thế nào thôi. Không ngờ họ lại là người như vậy. Đi vào đấy, nhanh lên. Mẹ, con đã bảo là con không thích rồi mà. Không nói nhiều, mẹ đã hẹn người ta rồi. Con cứ vào xem mắt đã, không ưng thì thôi. Nhanh lên, đừng để xấu mặt mẹ. Phải vậy chứ. Chào em. Chào anh. Con trai, đây là cách duy nhất mẹ có thể làm rồi. Đừng trách mẹ. Anh Tu. Hạnh. Anh đang làm gì vậy? Đây là ai? Anh giải thích đi. Anh, đây cô gái. Như cô thấy đấy, tôi chính là vợ sắp cưới của anh Tú. Tôi chỉ mới gặp cô, sao cô lại nói vậy chứ? Hạnh à, em phải tin anh chứ. Bỏ tôi ra, tôi không muốn nghe gì hết. Hạnh, đứng lại. Con định đi đâu? Anh hiểu nhầm con rồi, con phải đi giải thích với cô ấy. Thế còn con bé thì sao? Con như vậy là bất lịch sự đấy. Con xin lỗi ạ. Tú, trời ơi, con với giả gái, tôi đau đầu quá. Mẹ, tìm cách giải thích với Hạnh sao vậy? Con không đi nữa, mẹ có sao không? Đưa mẹ về nhà đi. Là Tú sao? Đau đầu quá. Mẹ, mẹ đã đỡ hơn chưa? Mẹ ngồi dậy ăn bát cháo này đi sẽ nhanh khỏe lại à? Mẹ đỡ hơn rồi. Mẹ đỡ hơn rồi, vậy cho con đi gặp Hạnh nhé. Cái gì? Nếu con dám đi tìm nó, mẹ sẽ tuyệt thực, không ăn uống gì hết. Kìa mẹ. Con để cháo ở đây, lát mẹ ăn nhé. Cuối cùng thằng bé cũng đi rồi. Còn tưởng là mẹ tuyệt thực thật chắc. Mẹ thật là. Đúng là nhà này mà. Đây có phải nhà Hạnh không nhỉ? Hay là mình nhầm địa chỉ? Cứ vào xem thế nào đã. Chó ở đâu vậy? Ai vậy nhỉ? Tránh xa tao ra, mai tao cho cục xương. Nhìn anh ấy buồn cười quá. Đi, đi ra đi. Mày quá, cuối cùng nó cũng đi rồi. Hạnh, hãy nghe anh giải thích đã. Anh đến đây để làm gì? Anh đến đây tất nhiên để gặp em rồi. Chuyện hôm qua không như em nghĩ đâu. Hạnh, đừng giận anh nhé. Anh Tú. Em đồng ý làm vợ anh nhé. Em... Anh nghĩ em là đồ ngốc à? Hạnh à, em phải tin anh. Thật ra đó chỉ là trò lừa gạt của mẹ anh để khiến chúng ta phải chia tay thôi. Anh cũng lắm lý do thật đấy. Thôi được rồi, tha cho anh đó. Hai đứa nhỏ này. Mẹ. Bác gái, hai đứa không vào nhà đi. Đứng ngoài đây làm cái gì vậy? Anh là ông Tuấn. Ông đã bị bắt vì hành vi trốn thuế. Chuyện này là sao? Sếp. Cậu Ma gọi điện cho vợ tôi để bà ấy nghỉ cách. Cái gì cơ? Tôi không nghe nhầm đấy chứ. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Bố bị bắt rồi con trai. Mẹ ơi, mẹ giúp con đi. Bố anh Tú bị công an bắt đi rồi. Con đừng lo, Tú nó biết cách tự giải quyết mà. Mẹ anh ấy cũng...
phải vào viện luôn rồi. Mẹ giúp con đi. Thôi được rồi, hy vọng là mẹ sẽ giúp được. Được rồi, cứ thế nhé. Tôi cảm ơn. Con về phòng đi, chuyện này cứ để mẹ lo. Anh xem đi, em đã làm theo lời anh nói rồi đó. Làm tốt lắm. Tiền công của em thì sao? Tiền đây. Ôi, phen này đổi đời rồi. Hay chắc rằng lão Tuấn sẽ phải ngồi tù một thời gian. Anh yên tâm, vụ này em đã lo liệu hết rồi. Cảnh sát đây. Đây chính là bằng chứng chứng minh ông Tuấn bị hãm hại. Hãy tống chúng vào tù, trả lại sự công bằng cho ông Tuấn. Chào bà. Đi. Chúc mừng hai bạn nha. Mình cảm ơn. Hai đứa hôm nay đẹp quá. Mẹ có một món quà muốn tặng cho con dâu của mẹ. Mẹ. Mẹ đến rồi ạ. Đây là món quà nhỏ mẹ dành cho hai đứa. Phải thật hạnh phúc đó nghe chưa. Con cảm ơn mẹ ạ. Bà thông gia. Cái Hạnh về làm dâu, mong bà chiếu cố cho nó nhé. Nó còn vụng về lắm. Tất nhiên rồi, bà cứ yên tâm. Bố mẹ ơi, cả nhà mình cùng chụp ảnh để kỷ niệm nhé. Vậy là cuối cùng Tú và Hạnh cũng đến được với nhau trong sự chúc phúc của hai bên.